Xin chào, các bạn đang theo dõi SH TV. Mình là Sumel và hôm nay mình có một sản phẩm rất thú vị dành tặng cho các bạn. Đây là bài review chi tiết của màn hình ViewSonic VX2573, màn hình IPS bảo vệ sức khỏe người dùng. VX2573 là dòng sản phẩm màn hình 25 inch mới nhất của ViewSonic. Hiện tại sản phẩm này đã được bán rất nhiều trên thị trường nhưng vẫn chưa có một video nào đánh giá chi tiết. Và hôm nay mình xin gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết để xem màn hình 25 inch Full HD IPS này có gì đặc biệt. VX2573 được trang bị tấm nền Super Clear IPS cho góc nhìn khá rộng 178/178 độ và chất hình ảnh rất chân thực. So với các màn hình 24 inch thì các màn hình 25 inch có diện tích hiển thị lớn hơn khoảng tầm 11% và trong tỷ lệ cũng sẽ cân bằng hơn cho người dùng. Dòng sản phẩm VX2573 bao gồm các tính năng như là độ nhiễu ME thấp này, công nghệ chống mỏi mắt Flicker Free và bộ lọc ánh sáng Blue Light Filter giúp bảo vệ đôi mắt người dùng, trở thành một sự lựa chọn tối ưu về mọi phương diện. Dòng sản phẩm VX2573 này còn có một điều đặc biệt nữa là đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng MEPS Minimum Energy Performance Standards với mức điểm 5,5 sao do Úc công nhận. Dựa trên các số liệu thống kê và so sánh với các thương hiệu màn hình khác trên thế giới, thì dòng sản phẩm VX2573 đã đạt được danh hiệu tiết kiệm năng lượng tối ưu nhất. Phiên bản màn hình VX2573 hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là phiên bản màu trắng bạc có mã là VX2573-SHW. Bây giờ mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn xem. Sau khi mở hộp ra, ngoài hai miếng xốp ốp xung quanh mình đã bỏ sang một bên, các bạn có một cáp HDMI, một cục adapter nguồn. Cục adapter nguồn này thì có đầu ra khá cao, đảm bảo đủ cung cấp năng lượng cho cả màn hình và phần loa tích hợp. Các bạn còn có một cáp nối nguồn, một cáp nối âm thanh tiêu chuẩn 3,5mm, một cọng cáp VGA tiêu chuẩn dành cho những đời PC cũ và để nối dây laptop. Và đương nhiên không thể thiếu chính là sách hướng dẫn sử dụng và đĩa cài đặt phần mềm. Màn ViewSonic VX2573-SHW này thì có kích thước là 25 inch độ phân giải Full HD với tỷ lệ tiêu chuẩn 16:9. Là màn hình LED tấm nền IPS, thích hợp rất nhiều công nghệ hay, vừa thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng mà bảo vệ sức khỏe. Và phiên bản mình đang có ở đây thì có sẵn cổng kết nối HDMI và cổng MHL hỗ trợ xuất hình ảnh từ thiết bị di động ra thẳng màn hình. Tổng thể thì mình rất thích thiết kế của màn hình VX2573. Như các bạn thể thấy ở mặt trước, ngoài phần chân đế màu trắng da thì phía trên màn hình gần như chúng ta không thấy viền đâu, hoàn toàn là một màu đen đặc rất tuyệt vời. Để có được điều này, một phần là nhờ vào thiết kế rất đặc biệt của màn hình VX2573, làm cho các bạn cảm giác như một chiếc màn hình không có viền. Tất cả các nút điều khiển đều được đặt ở bên phải phía dưới màn hình. Từ phải sang trái chúng ta có nút nguồn, nút điều chỉnh chế độ, nút lên xuống menu và nút chọn cùng nút thoát. Những nút này bấm rất nảy và rất dễ tìm. Phần chân đế của màn hình được làm bằng kim loại bọc bên ngoài một lớp nhựa, thiết kế rất đặc biệt, phá cách. Phần đế được sơn bóng màu trắng, được vát từ sau ra trước, trông rất thú vị. Phiên bản SHW mình đang có ở đây, chúng ta sẽ có hai cổng HDMI, một cổng có chức năng MHL. Chúng ta còn có một cổng VGA tiêu chuẩn và cổng audio in. Lật ra phía sau lưng, các bạn thấy chúng ta còn có 4 chân tiêu chuẩn để gắn đế treo tường. Một điều rất tuyệt vời dành cho phòng nét, chúng ta có thể gắn hoàn toàn lên tường, tránh sự rườm rà dây dợ. Chiếc màn hình này khi đặt trên bàn thì chúng ta có thể thấy là chân đế cũng khá cao. Với tiêu chuẩn chiều cao bàn làm việc ở Việt Nam là 90cm, chiều cao của màn hình sẽ vừa khít với tầm nhìn của bạn, rất tuyệt vời, không bị quá thấp hay quá cao. Chân đế mặc dù trông mảnh khảnh nhưng thực ra lại khá chắc chắn. Đương nhiên là nếu bạn không đạp hay đập vào bàn thì các bạn có thể yên tâm rằng khi chơi game sẽ không bao giờ bị rung hay lắc màn hình. Màn hình ViewSonic VX2573 thì gần như không thể cúi xuống được mà chỉ có thể ngửa lên. Và ngửa lên thì cũng không nhiều, đây là một điểm trừ dành cho chân đế này. Các bạn có thể thấy đây là khả năng ngửa tối đa mà màn hình có thể đạt được. Tổng quan nhìn lại thì thiết kế của màn hình VX2573 cho chúng ta một cảm giác rất thanh lịch, nhẹ nhàng và tinh tế, thích hợp trong mọi môi trường cho dù là bạn có làm việc, chơi game hay giải trí. Và một điều tuyệt vời nữa là màn hình VX2573 sử dụng nguồn cắm ngoài. Chính vì thế, màn hình của bạn sẽ khá mỏng và sẽ tỏa ít nhiệt năng hơn so với màn hình sử dụng nguồn tích hợp. Những điều đáng giá nhất về chất lượng hiển thị của màn hình VX2573, chúng ta không chỉ có những công nghệ như mình vừa kể trên, còn có độ phản hồi cực kỳ nhanh, đó chính là 2ms. Thời gian đáp ứng cực kỳ nhanh 2ms này sẽ giúp cho các bạn chơi game và xem phim với những trải nghiệm tuyệt vời hơn rất nhiều, loại bỏ hẳn hiệu ứng bóng ma. Màn hình ViewSonic VX2573 này thì chúng ta còn có một nút để chuyển chế độ hiển thị rất nhanh, từ chế độ hiển thị game, hiển thị chữ, xem web, xem phim hay thậm chí cả chế độ đèn trắng. Và một điều cuối cùng mình muốn chia sẻ về màn hình ViewSonic VX2573 này, đó chính là nó có độ sáng rất cao khi so sánh với các màn hình khác cùng tầm giá. Kể cả các bạn làm việc ở trong môi trường có ánh sáng mạnh hay ở studio, ở nơi có nhiều bóng đèn hay trực tiếp với ánh sáng ngoài trời
thì bạn sẽ không bao giờ phải lo bởi vì độ sáng của màn hình ViewSonic VX2573 rất cao. Thường thường khi sử dụng màn hình VX2573 ở trong phòng, mình phải để độ sáng ở khoảng 60-70%, không thể để quá cao được bởi vì sẽ sáng rất chói mắt. Dòng màn hình ViewSonic VX2573 này hiện tại đang là màn hình 25 inch độ phân giải Full HD có giá tốt nhất thị trường. Và ngoài chiếc VX2573, mã là NHW này có màu trắng bạc, chúng ta còn có một phiên bản nữa là VX2573-SG có màu vàng sâm banh rất sang trọng và giá thì lại rẻ hơn một chút so với VX2573-NHW, do chúng ta sẽ không có loa tích hợp, không có cổng HDMI mà thay vào đó là cổng VGA và cổng DVI. Vậy là vừa rồi mình đã gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết của màn hình ViewSonic VX2573-NHW. Cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video này. Đừng quên bấm like và đăng ký để tiếp tục theo dõi các video đánh giá công nghệ khác sau này. Mình là Supheo, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.